Ukraine tung lữ đoàn mạnh nhất cùng lực lượng tăng thiết giáp hiện đại nhất quyết đánh trận sinh tử với Nga ở chảo lửa Borosky Donetsk. Dồn dập phản công, Ukraine thành công giải phóng hàng loạt vị trí ở Donetsk. Xuồng không người lái Ukraine tấn công dồn dập căn cứ đầu não của hạm đội biển đen Nga. Một số tin tức đáng chú ý khác. Quốc hội Ukraine phê chuẩn Bộ trưởng Ngoại giao mới là một nhân vật bất ngờ. NATO tiến sát tới việc giúp Ukraine đóng cửa bầu trời trước tên lửa Nga. Nguồn lực tấn công của quân Nga cạn kiệt, ông Putin bắt đầu tìm đường kết thúc cuộc chiến. Mở đầu bản tin hôm nay là những diễn biến mới nhất về chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 925. Theo đó, chảo lửa Donetsk vẫn tiếp tục là mặt trận nóng nhất của cuộc chiến. Bộ chỉ huy Ukraine đã tăng cường phòng thủ hướng Borosky với một trong những đội hình mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm nhất, lữ đoàn Dnepropetrovsk-Kolodnaya. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 93 chiếu đoạn video về các xe tăng của họ hoạt động theo hướng này. Trong đoạn phim được công bố, xe tăng của lữ đoàn đang tích cực tấn công các vị trí của bộ binh Nga trong khu vực thành phố Novogrodka. Hướng đi của Borosky thật đáng ngạc nhiên. Các đội xe tăng của lữ đoàn lưu ý khi nói về những trận chiến khó khăn. Trước đó, Kolodnaya đã bảo vệ các vị trí theo hướng Gleshevka của vùng Basmut. Lữ đoàn mang tên danh dự Kolodnaya để vinh danh khu vực lịch sử Dnieper, Ukraine, nơi nổi tiếng trong lịch sử với các chiến binh. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến đầu ngày 5 tháng 9, quân đội Nga đã thực hiện 52 cuộc tấn công theo hướng Borosky. Các cuộc tấn công được thực hiện ở các khu vực Vostvysenka, Greenfield, Novodorovka, Dorovka, Shelidovoe, Nikolaevka, Famigro, Leopovka. Các nhóm bộ binh Nga đang sử dụng các đồn điền và các tòa nhà bỏ hoang để cố gắng tiến gần hơn đến các vị trí của Ukraine, rồi tấn công chúng. Tuy nhiên, bất chấp hoàn cảnh khó khăn, vẫn có những yếu tố ổn định nhờ việc triển khai thêm lực lượng Ukraine. Ngoài ra, quân Nga chưa có đủ sức mạnh để đồng loạt tiến về mọi hướng. Tuy nhiên, người Nga đang cố gắng mở rộng lãnh thổ mà họ kiểm soát và tăng cường sức mạnh cho hai bên sườn nhằm tấn công sâu hơn vào biên giới và các vị trí của Ukraine. Lữ đoàn Kolodnaya cùng với các đơn vị khác của lực lượng Ukraine đang mang lại niềm hy vọng chặn đứng đà tiến của quân Nga ở mặt trận nóng nhất Donetsk. Dồn dập phản công, Ukraine thành công giải phóng hàng loạt vị trí ở Donetsk. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã giành lại các vị trí ở một số nơi ở phía đông. Điều này đã được nhóm Deep State đưa tin vào tối ngày 5 tháng 9. Cần lưu ý rằng, quân phòng thủ Ukraine đã giành lại vị trí ở New York, Nelipivka ở vùng Donetsk và gần Lipsy ở vùng Kharkiv. Trong khi đó, quân chiếm đóng Nga cũng đã tiến lên một số khu vực của mặt trận. Báo cáo cho biết, Nga đã tiến gần Beshchani, Stemakivka, Hennis ở Kalinivka, Lishivka và Halishinivka. Còn tin tốt, hãy chờ đợi thông tin chính thức vào ngày mai. Bản đồ chiến đấu bây giờ trông như thế này. Từ đầu ngày 5 tháng 9 tới đến 22 giờ, 151 trận giao tranh với địch đã diễn ra trên mặt trận. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang thông báo về điều này. Cần lưu ý, tình hình nóng nhất vẫn ở hướng Borosky, đã xảy ra 42 trận chiến. Ngoài ra, Nga còn hoạt động theo hướng Kharkiv. Tại đây, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân Nga đã 28 lần thực hiện các hành động tấn công gần Lysychivka, Ukrainian, Halyshynivka, Krasnohorivka, Zhirokhivka và Konstantinivka, nhưng không thành công. Những trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở các khu vực khác. Xuồng không người lái Ukraine tấn công dồn dập căn cứ đầu não của hạm đội biển đen Nga. Kính thưa quý vị, xuồng không người lái của Hải quân Ukraine đã nhắm mục tiêu vào thành phố cảng Novorossiysk, nơi có căn cứ hải quân quan trọng của hạm đội biển đen của Nga vào thứ Năm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã phá hủy hai xuồng không người lái trên biển ở phía đông bắc biển đen. Thị trưởng thành phố Andriy Kravchenko đã yêu cầu người dân gần bờ biển không đến gần cửa sổ và tránh xa những không gian mở. Nga đã di dời phần lớn hạm đội biển đen quý giá của mình từ Sevastopol ở Crimea đến các cảng ở Novorossiysk và Feodosia trong bối cảnh mối đe dọa tấn công của Ukraine vào tàu của họ. Thành phố cảng này là trung tâm hậu cần quân sự quan trọng của Nga.
Ông Kravchenko nói, một cuộc tấn công bằng tàu không người lái đang bị đẩy lùi. Xin đặc biệt chú ý đến cư dân ở bờ biển đầu tiên, đừng ra ngoài. Các kênh Telegram của Nga cũng đưa tin về các vụ nổ và tiếng súng ở Novorossiysk, chia sẻ đoạn video ghi lại vụ tấn công. Kênh Telegram Astra, một dự án do các nhà báo độc lập của Nga điều hành, cho biết xuồng không người lái trên mặt nước của lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công Novorossiysk. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào tàu của Nga bằng xuồng không người lái trên biển Mkrv-5. Vào tháng 5, Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết họ đã gây ra thiệt hại trị giá 500 triệu đô la cho các tàu hải quân của Nga trong suốt cuộc chiến. Người phát ngôn của AQR Andriy Yusup cho biết xuồng không người lái Mkrv-5 là vũ khí chính và tốt nhất mà Ukraine có để nhắm vào hạm đội Biển Đen. Tờ Kyiv Post đưa tin, quân đội Ukraine còn có hai xuồng không người lái trên biển khác có khả năng tiếp cận Novorossiysk là Sea Baby và Kursk Mermaid. Hậu quả của vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để xin bình luận. Vào tháng 8 năm 2023, xuồng không người lái của Hải quân Ukraine đã tấn công một căn cứ quân sự ở Novorossiysk, gây hư hại và vô hiệu hóa tàu đổ bộ lớn Olenogorsky Kornet của Nga khỏi hạm đội phương Bắc. Tàu này được sử dụng để vận chuyển quân đội và thiết bị quân sự. Lần gần đây nhất, Novorossiysk bị xuồng không người lái của Hải quân nhắm tới là vào tháng 7, khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai máy bay không người lái của Hải quân đang hướng về thành phố này đã bị phá hủy ở Biển Đen. Kênh Telegram Kremlin có trụ sở tại Crimea đã đặt câu hỏi về phiên bản sự kiện của Moscow. Cái này đã công bố hình ảnh vệ tinh được cho là cho thấy đám cháy bùng phát tại một cảng Novorossiysk. Sau đó, một chỉ huy hải quân Nga uống rượu say đã bị một blogger quân sự hải quân của Nga có tên người dùng là Petro Schaller trên Telegram đổ lỗi cho vụ tấn công. Blogger quân sự này đã dự đoán một cuộc tấn công trong tương lai của xuồng không người lái của hải quân Ukraine vào thành phố, nói rằng có một quan chức cấp cao thỉnh thoảng say xỉn trong suốt cuộc chiến và sau đó phải truyền dịch tĩnh mạch. Blogger quân sự viết, hầu như ai cũng biết về ông ta. Nếu ông lại say rượu, chính các sĩ quan của ông ta sẽ làm ông mất mặt ngay tại văn phòng và tôi sẽ giúp họ lan truyền điều đó. Tôi không thể chịu đựng được thái độ khiếm nhã này đối với dịch vụ hải quân nữa. Bà đăng kết luận, kẻ địch đã tiến hành trinh sát, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công lớn hơn. Ukraine cho biết 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga cho đến nay đã bị vô hiệu hóa. Lực lượng của Kiev có khả năng sẽ tiếp tục nhắm vào hạm đội hải quân trong bối cảnh có động thái đảo ngược việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Quốc hội Ukraine phê chuẩn Bộ trưởng Ngoại giao mới là một nhân vật bất ngờ. Quốc hội Ukraine đã đồng ý thay thế Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba bằng Thứ trưởng Andriy Sybiga trong bối cảnh có sự cải tổ nội các lớn. Ông Kuleba đã nộp đơn từ chức vào đầu tuần này vì hơn một nửa số thành viên cấp cao của chính phủ dự kiến sẽ bị thay thế trong cuộc cải tổ. Ông Sybiga được đích thân Tổng thống Zelensky đề cử vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, đã từ chức phó của ông Kuleba kể từ năm 2024 và trước đó đã giữ chức phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine từ năm 2021 đến năm 2024. Trước đó, ông là đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2016 đến năm 2021. Đề cử của ông Sybiga đã được chính thức đăng ký vào thứ Năm và được Quốc hội tiếp nhận và chấp thuận vào cùng ngày. Ông Dmitry Kuleba trước đó đã cáo buộc các nhà tài trợ phương Tây giấu tên không cung cấp hệ thống phòng không Patriot đã cam kết cho Kiev và đã không thành công trong nỗ lực vận động Mỹ và các đồng minh cho phép sử dụng vũ khí tầm xa cho phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào bên trong nước Nga. NATO tiến sát tới việc giúp Ukraine đóng cửa bầu trời trước tên lửa Nga. NATO hiện đang thảo luận về việc lực lượng phòng không của các nước liên minh bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine. Tổng thống Litva Gitanas Nausėda và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã công bố điều này trong cuộc họp báo chung hôm 4 tháng 9 tại Warsaw. Phóng viên tờ Ukrinform đưa tin, một số quốc gia đã bắt đầu những cuộc thảo luận như vậy và muốn quyết định này được đưa ra ở cấp độ NATO. Ông Nausėda nói, các nước NATO đã bắt đầu thảo luận về chủ đề này.
Ngày hôm nay, chúng tôi chưa thể nói rằng cuộc thảo luận này đã kết thúc và đã có một số kết quả cụ thể. Ngược lại, ông Duda lưu ý rằng vào tháng 2, trong cuộc gặp với các nguyên thủ quốc gia ở Paris, ông đã đưa ra đề xuất bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ba Lan lưu ý rằng sáng kiến như vậy được chính quyền Ukraine hoan nghênh. Tuy nhiên, như ông Duda lưu ý, lãnh đạo các nước NATO có quan điểm khác nhau về vấn đề này. Ông Duda nói, hiện tại, vấn đề này đã được thảo luận mọi lúc, đồng thời nhấn mạnh việc bắn hạ các mục tiêu trên không của Nga trên bầu trời Ukraine phải diễn ra tại lãnh thổ của các nước NATO. Những phương án hành động khác không được thảo luận. Cần nhắc lại, vào ngày 2 tháng 9, NATO đã công nhận quyền của các quốc gia thành viên trong việc bảo vệ không phận của họ khỏi những cuộc tấn công. Những cảnh báo về hậu quả có thể xảy ra đối với toàn bộ liên minh nếu bắt đầu bắn hạ tên lửa Nga ở biên giới Ukraine. Một phát ngôn viên của NATO cho biết liên minh có trách nhiệm ngăn chặn sự leo thang hơn nữa đối với cuộc chiến của Nga và nói thêm rằng NATO không phải là một bên trong cuộc chiến và sẽ không trở thành một phần của cuộc chiến. Nhân vật trên cảnh báo rằng nếu quân đồng minh bắn hạ tên lửa Nga sẽ gây hậu quả cho toàn bộ liên minh. Mặc dù vậy, căn cứ vào những bước đi của NATO trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và đồng ý để Kiev sử dụng tấn công lãnh thổ Nga, thì việc NATO bắn hạ tên lửa trên bầu trời Ukraine, theo nhận xét, chỉ còn là vấn đề thời gian. Nguồn lực tấn công của quân Nga cạn kiệt, ông Putin bắt đầu tìm đường kết thúc cuộc chiến. Đến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, nguồn lực tấn công của lực lượng chiếm đóng Nga sẽ cạn kiệt. Oleksiy Hetman, một cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, thiếu tá dự bị của NSU, lưu ý rằng đã có những dấu hiệu cho thấy kẻ thù đang kiệt sức. Sứ quan Ukraine nói trên đài Espresso TV rằng, điều này có thể nói ngay cả khi không có dấu hiệu nhất định, bởi vì đây là những điểm công nghệ. Không phải quân đội nào cũng có thể tiếp tục các hoạt động tấn công lâu dài trong một năm hoặc một năm rưỡi. Đây không phải vì quân đội nào đó giỏi và có thể làm được. Và một cái khác thì tệ, vì cuộc tấn công đã được chuẩn bị về mặt công nghệ. Tôi nghĩ nguồn lực tấn công của địch sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 9, hoặc có lẽ trong vài ngày đầu tháng 10. Người Nga đã chuẩn bị cho cuộc tấn công này trong khoảng nửa năm. Như quân đội đã giải thích, sự chuẩn bị không phải là việc một nhóm người vừa trang bị sẵn sàng tấn công. Có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, hậu cần sẽ hoạt động như thế nào, tương tác là gì, hệ thống liên lạc và ai sẽ di chuyển đến đâu. Theo ông Hetman, khả năng công nghệ của Nga đang cạn kiệt chứ không phải số lượng binh sĩ. Ông nói thêm rằng, thật sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần thêm người là đủ và họ sẽ tiếp tục tấn công. Sứ quan Ukraine nói tiếp, không, họ không thể, tấn công không được thực hiện như vậy, quân đội không thể tiến lên như vậy. Nếu họ chỉ thêm người và thả họ xuống, thì họ sẽ chỉ đứng một chỗ. Tôi nhắc lại, người Nga đã chuẩn bị cho cuộc tấn công trong nửa năm và những gì họ chuẩn bị, nguồn lực không chỉ con người, đang cạn kiệt. Các vị trí có thể là 10 đến 20 mét, nhưng đó là sự thật và những khu vực mà kẻ thù đang tiến lên, nếu bạn nhìn kỹ, chúng đang bị thu hẹp lại. Những người chiếm đóng đang thu hẹp lại, điều đó có nghĩa là họ đang cạn kiệt, thiếu tá Ukraine giải thích. Tuy nhiên, việc giảm khả năng tấn công không có nghĩa là Nga sẽ dừng lại và không còn những hành động quy mô mạnh mẽ nữa. Quân chiếm đóng Nga hàng ngày tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine dọc theo kênh đào ở Chesapeake với các nhóm bộ binh nhỏ. Chuyên gia quân sự Oleksandr Moshenko cho rằng quân chiếm đóng Nga sẽ thay đổi ưu tiên trong thời gian tới và hướng đi chính sẽ không phải là Borodsky mà là Kurakivsky. Ở phía nam Ukraine, theo hướng Odihiv, Saporizhia và Dnipro vùng Kherson, sau khi giảm bớt các cuộc tấn công nhất định, quân chiếm đóng Nga lại gia tăng đáng kể số lượng pháo kích và tấn công trên bộ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdenis.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ htdenis rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.